Nay ngày 7 tháng 7 năm 2022, thứ năm tuần thứ 14 mùa thường niên năm Chẵn. Trích sách tiên tri Hosea: Đây Thiên Chúa phán, lúc Israel còn niên thiếu, ta đã yêu thương nó và ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Ta đã nuôi dưỡng Ephraim, ta đã vòng chúng trên cánh tay ta mà chúng không biết ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập cho chúng đi. Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ. Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Quả tim ta thổn thức trong ta và ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của ta. Ta sẽ không hủy diệt Ephraim, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, ta không thích tiêu diệt. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhãn hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Lạy đấng dân dắt Israel, xin hãy lắng tai. Chúa ngự trên các vẻ binh thần, xin hiện ra trong sang lang, xin tình thức quyền năng của Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhãn hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, từ trời cao xin nhìn coi và thăm viên vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu ngài đã cây, bảo vệ ngành nho mà tay ngài đã cung cố cho mình. Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhãn hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Alleluia, alleluia. Ước gì hôm nay các bạn nghe Thiên Chúa và đừng cứng lòng. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và vũ bụi chân các con lại. Thật, thầy bảo các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorrah sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sống và làm như Chúa dạy. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Matthew chương 10 câu 8. Suy niệm: Khi sai 12 tông đồ ra đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã căn dặn rất kỹ. Ngài nói: Các ông đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, để các ông không cậy dựa vào tiền của, không tìm kiếm lợi lộc, để chuyên tâm cho sứ mạng loan báo tin mừng. Ngài sai các ông đi như con chiên đi vào giữa bầy sói. Matthew chương 10 câu 16. Nhưng đồng thời cũng trang bị cho các ông quyền năng siêu nhiên là chữa bệnh và trừ quỷ. Ngài còn dạy các ông cách ứng xử khi vào các thành thị, làng mạc, khi đến với từng gia đình, từng người. Ngài lưu ý các ông nhớ rằng những quyền năng ấy không phải tự các ông có thể làm được, mà đó là do Thiên Chúa. Vì thế, các ông hãy sống và hoạt động cách quảng đại, vô vị lợi và tin tưởng phó thác nơi Chúa. Mời bạn, qua bí tích rửa tội, bạn cũng được sai đi không phải để vinh danh bản thân hay thu quén tư lợi,
mà là để đem tin mừng Chúa Kitô đến cho những người mình được sai đến. Vì thế, món quà đầu tiên mà bạn có thể trao tặng đó là bình an của Chúa đến trong nhà này. Và rồi món quà cao quý nhất dành cho họ là hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này. Luca chương 19 câu 9. Sống lời Chúa là một việc phục vụ trong cộng đoàn hoặc một việc bác ái cách kín đáo thế nhỉ? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa mời gọi con sống và làm như Chúa, nhưng đôi khi con lại không bắt chước Chúa. Xin cho con tập mang lời Chúa ra thực hành mỗi ngày để tâm hồn và con người của con xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Để cho lòng tha thứ tiếp tục hiện hữu, chuyện Nghìn Lễ Một Đêm của Ba Tư có kể lại một phiên tòa như sau. Có hai người anh em ruột nọ bắt trói được thủ phạm giết cha mình. Họ lâu kéo tên sát nhân đến trước quan tòa và yêu cầu xử theo luật mắt đền mắt, răng đền răng. Kẻ sát nhân đã dùng đá để ném chết cha của họ, thì hắn cũng phải bị ném đá theo như luật đã quy định. Trước mặt quan tòa, tên sát nhân đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Nhưng trước khi bị đem ra xử, hắn chỉ xin một ân huệ, đó là được trở về nhà trong vòng 3 ngày để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến một người cháu được ký thác cho hắn trông coi từ nhỏ. Sau thời hạn đó, hắn sẽ trở lại để chịu xử tử. Quan tòa xem chừng như không tin ở lời cam kết của tên tử tội. Giữa lúc quan tòa đang do dự thì trong đám đông những người tham dự phiên tòa, có một người giơ tay cam kết: "Tôi xin đứng ra bảo đảm cho lời cam kết của tử tội. Nếu sau 3 ngày hắn không trở lại, tôi sẽ chết thế cho hắn." Tên tử tội được tự do trong 3 ngày để giải quyết việc gia đình. Sau đúng kỳ hạn 3 ngày, giữa lúc mọi người đang chờ đợi để chứng kiến cuộc hành quyết, hắn hiên ngang bước ra giữa pháp trường và dõng dạc tuyên bố: "Tôi đã giải quyết mọi việc trong gia đình. Giờ đây, đúng theo lời cam kết, tôi xin trở lại đây để chịu tội. Tôi muốn trung thành với lời cam kết của tôi để người ta sẽ không nói chữ tín không còn trên mặt đất này nữa." Sau lời phát biểu dõng dạc của kẻ tử tội, người đàn ông đã đứng ra bảo lãnh cho hắn cũng ra giữa đám đông và tuyên bố: "Phần tôi, sở dĩ tôi đứng ra bảo lãnh cho người này là vì tôi không muốn để cho người ta nói lòng quảng đại không còn trên mặt đất này nữa." Sau hai lời tuyên bố trên, đám đông bỗng trở nên thanh lặng. Dường như ai cũng cảm thấy được mời gọi để thể hiện những gì là cao quý nhất trong lòng người. Từ giữa đám đông, hai người thanh niên bỗng tiến ra và nói với quan tòa: "Thưa ngài, chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết cha chúng tôi, để người ta sẽ không còn nói lòng tha thứ không còn hiện hữu trên mặt đất này nữa." Giữa sa mạc cằn cỗi, một cụm cỏ hay một cánh hoa dại là cả một bầu trời hy vọng cho những người lạc lõng. Giữa sa mạc nắng cháy, một tiếng sứ róc rách là cả một nguồn hy vọng tràn trề cho những ai đang đói khát. Giữa một xã hội khô cằn tình người, giữa một xã hội mà những giá trị tinh thần và đạo đức đã bị bóp nghẹt, chứng từ của người Kitô cần thiết hơn bao giờ hết. Giữa biển hư mù mờ, có biết bao kẻ chớ vớ đang cần một chiến phao của chữ tín, của lòng thành, của lòng quảng đại, của sự tha thứ. Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói niềm tin vào cuộc sống, ý nghĩa của cuộc đời vẫn còn cháy sáng giữa xã hội? Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người? Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói con người vẫn có thể yêu thương nhau và sống cho nhau? Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói tôn giáo không là thuốc phiện mê hoặc quần chúng, nhưng là sức mạnh để cải thiện xã hội? Bài trích sách Lẽ Sống.